Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây xin chuyển đến quý vị các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị các bạn, việc U23 Thái Lan chuyển từ gặp U23 Croatia thành gặp U23 Trung Quốc, điều này khiến cho cơ hội được thử sức với một trong những đại diện ưu tú nhất của làng bóng đá châu Âu và thế giới đã trôi qua trước mắt người Thái. Bởi biết rằng là không dễ gì để có thể có được cơ hội để thi đấu với U23 Croatia, ngay cả khi có trải thảm đỏ và bỏ tiền tấn ra mời họ để giao hữu cũng đã khó. Ấy vậy mà tự dưng U23 Việt Nam lại có được cơ hội mà người Thái ao ước, đó là có được ở U23 Dubai Cup 2022. Trong khi đó thì vài ngày gần đây, giới mộ điệu đã râm ran chuyện là Trung Quốc đã cố tình nhúng tay vào làm thay đổi lịch thi đấu ở U23 Dubai Cup 2022. Bình luận về vấn đề này thì trang báo của Thái Lan MGA online đã trích dẫn chia sẻ của người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan, nữ trưởng đoàn Madam Pang cho rằng mặc dù ban tổ chức có thể là có những quyết định khiến cho nhiều người phải cảm thấy không hài lòng và người hâm mộ cũng đặt ra nghi vấn là họ có cơ sở. Bà đánh giá là việc thay đổi lịch nhiều lần của ban tổ chức cho thấy ban tổ chức ở UAE chưa thực sự là chuyên nghiệp. Madam Pang còn cho rằng là có đôi chút tiếc nuối khi không có được cơ hội quý báu được học hỏi với các đội mạnh, ở đây là Croatia. Tuy nhiên thì Madam Pang cũng đánh giá là U23 Thái Lan gặp đối thủ nào ở U23 Dubai Cup 2022 thì đó cũng sẽ là cơ hội rất tốt để cho các cầu thủ trẻ của Thái Lan nắm bắt cơ hội. Bà mong rằng các cầu thủ sẽ tận dụng tối đa những trận đấu cọ sát ở giải đấu này để chuẩn bị hành trang thật tốt, tiến vào các giải đấu quan trọng trong tương lai. Liệu Thái Lan có thay Việt Nam đè bẹp đội hình của U23 Trung Quốc ở Dubai Cup? Các bạn thân mến, như đã chuyển đến các bạn ở những bản tin trước thì truyền thông Trung Quốc có lý do khi dự đoán rằng là đội U23 của Trung Quốc sẽ thất bại ở Dubai Cup vì đội hình gồm toàn cầu thủ vô danh. Vừa qua thì U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Serbia, ông Jankovic đã triệu tập đội hình gồm 22 cái tên để tham dự Dubai Cup diễn ra trong tháng 3 này. Đáng lưu ý là danh sách này bị chính truyền thông của Trung Quốc đánh giá là có chất lượng thấp bởi những nhân tố được chọn hầu hết là đều vô danh với ngay cả những khán giả ở Super League. Mới đây trang Sohu của Trung Quốc có bài bình luận về đội hình mà ông Jankovic sắp mang sang UAE với tiêu đề: "Sau khi nhìn vào danh sách đội U23, tôi hoàn toàn từ bỏ vào hy vọng bóng đá Trung Quốc." Theo đánh giá của bài báo này, U23 Trung Quốc chính là đội có chất lượng tệ nhất ở Dubai Cup. Với kết quả chúng ta không nên suy nghĩ nhiều bởi các đối thủ tại giải này đều mạnh hơn chúng ta. Vì vậy mà chúng tôi tập trung vào việc là U23 Trung Quốc cần coi Dubai Cup là cơ hội để rèn luyện trước thềm AFC Hà Nội, tập trung kiểm tra các cầu thủ. Nhưng chứng kiến đội hình U23 vừa được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cho công bố, tôi đã hoàn toàn bó tay trước bóng đá Trung Quốc. Trong số 22 cầu thủ được triệu tập, chúng tôi chỉ biết tên đúng 3 cầu thủ bao gồm Sun Quynh Han, San Hau Wan và Tao Quynh Long. Tất cả 19 cầu thủ còn lại đều là những cầu thủ vô danh, hầu như không ai biết đến, cũng rất hiếm khi xuất hiện trong mắt người hâm mộ. Là một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc và khán giả thường xuyên theo dõi Super League, tôi rất lạ lẫm với những cái tên của cầu thủ này. Thành thật mà nói, chỉ có Tao Quynh Long là một trong 3 cầu thủ mà tôi biết tên, cũng không xuất hiện trong suốt thời gian qua. Từ năm 2018, cầu thủ này được tờ The Guardian của Anh bình chọn là một trong 60 ngôi sao mới của lứa tuổi sinh năm 2001, nhưng cầu thủ này không tạo được dấu ấn nào nổi bật cho đến nay. Với việc đội hình U23 của chúng ta thời điểm này, rõ ràng là 5 năm tới sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của lịch sử bóng đá Trung Quốc. Với những cầu thủ vô danh, tương lai của chúng ta đang rất mịt mù. Các bạn thân mến, trước đó thì truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng là đội hình gồm 22 cầu thủ vừa được triệu tập là danh sách lạ của U23 nước này do có rất nhiều nhân tố mới. Danh sách này bao gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U20, chỉ có 5 gương mặt trên 22 tuổi. Hiện chưa biết đội hình vô danh của Trung Quốc sẽ thể hiện ra sao ở Dubai Cup. Song nếu nhận định của truyền thông Trung Quốc là đúng thì rất có thể đội bóng này sẽ khó lòng giành được kết quả tích cực trước chủ nhà UAE và U23 Thái Lan. Cách đây chưa lâu thì truyền thông Trung Quốc cũng rất kỳ vọng rằng là đội U22 nước này sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở Dubai Cup. Song thì việc kết quả bốc thăm chia cặp đấu được thay đổi, không loại trừ khả năng Thái Lan sẽ thay Việt Nam đánh bại đội hình vô danh của ông Jankovic. Vẫn tiếp tục đề cập đến bóng đá Trung Quốc thì mới đây áp lực lớn sau trận thua Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc đã đẩy học trò vào trạng thái kiệt quệ. Theo tờ báo của Trung Quốc thì nếu cứ tiếp tục như thế này thì có khả năng là tuyển Trung Quốc sẽ phải nhận thất bại trong 2 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Truyền thông Trung Quốc loan tin, ngày hôm qua đội tuyển quốc gia nước này đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại gặp Ả Rập Xê Út và Oman tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Trong 2 trận gần nhất, đoàn quân của ông Li Xiaopeng lần lượt nhận thất bại trước Việt Nam và Nhật Bản, qua đó chính thức hết cơ hội giành vé dự World Cup. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết là trước áp lực dữ dội từ dư luận, huấn luyện viên Li Xiaopeng đang chịu sức ép cực lớn, vì vậy mà ông quyết tâm sẽ làm nên chuyện ở 2 trận đấu cuối cùng. Cụ thể, tờ này viết, nhiều người cho rằng 2 trận đấu cuối của đội tuyển quốc gia Trung Quốc sẽ tập trung vào việc là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ và sẽ không có áp lực về thành tích. Nhưng ông Li Xiaopeng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, ông ấy đang phải chịu rất nhiều sức ép và trở nên cực kỳ tham vọng vào lúc này. Ông Li Xiaopeng đã quyết định triệu tập cả 5 cầu thủ nhập tịch cho 2 trận đấu sắp tới, đồng thời ông cũng yêu cầu Lee, cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu trong màu áo câu lạc bộ Grasshopper ở Thụy Sĩ, vượt hàng ngàn km để về hội quân. Ngoài ra thì tình hình buổi tập luyện ngày hôm qua cũng đã chứng minh điều này. Tờ Sohu nói rằng là chính vì quá áp lực về thành tích nên huấn luyện viên Lee đã ép các cầu thủ Trung Quốc tập luyện với một khối lượng bài tập vô cùng nặng nề. Điều này khiến cho các cầu thủ trở nên mệt mỏi và đuối sức. Trong ngày đầu tiên tham gia buổi tập ngoài trời, cả đội đã phải chịu một khối lượng bài tập rất lớn. Theo báo cáo, ông Li Xiaopeng đã bắt các học trò của mình tập nặng trong vòng 1 tiếng rưỡi. Điều này là vượt quá khả năng của nhiều cầu thủ và nhiều người đã kết thúc buổi tập trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng là các cầu thủ hiện tại đang thực sự rất mệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây chắc chắn không phải là một tin tốt. Sự mệt mỏi của các cầu thủ liên quan trực tiếp đến phong cách huấn luyện quá khủng khiếp của ông Li Xiaopeng. Ngoài ra thì sự mệt mỏi này còn là hệ quả của quá trình tập luyện dài hạn của đội tuyển quốc gia kéo dài từ năm trước. Các cầu thủ mệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này dẫn đến sự kiệt sức trong những ngày đầu tập trung ở Hải Khẩu. Nếu đội tuyển quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì trạng thái như thế này thì chúng ta rất khó làm nên chuyện, tờ Sohu buồn bã kết luận. Lên kế hoạch đuổi kịp Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan chốt quân xanh không thể đặc biệt hơn. Các bạn thân mến, đội tuyển Thái Lan vừa chọn xong đối thủ rất đặc biệt để giao hữu ở FIFA Day với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam. Như đã biết là trong tháng 3 này thì tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình lịch sử tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với 2 trận đấu còn lại là tiếp đón Oman ngày 24 tháng 3 và làm khách trước Nhật Bản ngày 29 tháng 3. Trong khi đó thì các đại diện khác của khu vực Đông Nam Á sẽ phải đau đầu tìm đối thủ giao hữu ở quãng nghỉ FIFA Days. Với mục tiêu theo đuổi kịp Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Thái Lan đã rất nỗ lực để có cơ hội thi đấu trong quãng thời gian này. Mong muốn của đội tuyển này là có thể tích lũy những điểm số quý giá ở những trận giao hữu nhằm dần rút ngắn khoảng cách với đội tuyển Việt Nam. Theo đề xuất của trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia, bà Madam Pang, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 3 này. Mới đây thì đối thủ đầu tiên của bầy va chiến cũng đã được xác định là một cái tên vô cùng độc đáo đến từ khu vực Concacaf. Cụ thể, FAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa gửi lời mời thi đấu giao hữu thành công đến đội tuyển Suriname. Trận đấu giữa Thái Lan và đội tuyển Suriname diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tại thủ đô Bangkok. Đây là màn tập dượt quan trọng cho đoàn quân của ông Alexander Polking cho chiến dịch vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Được biết là đội tuyển lạ lẫm ở Concacaf Suriname hiện xếp thứ 140 thế giới, kém tuyển Thái Lan đến 28 bậc. FAT kỳ vọng là việc thi đấu với một đội bóng hạng thấp hơn sẽ là cơ hội tốt để cho đội nhà giành chiến thắng, qua đó sẽ được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA để bám đuổi Việt Nam hạng 98. Tuy nhiên thì đội bóng vùng Concacaf chưa chắc là đối thủ dễ chịu với đội tuyển Thái Lan. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Đông Nam Á, huấn luyện viên Stanley của đội tuyển này đã triệu tập 31 cầu thủ, hầu hết đang thi đấu ở châu Âu. Suriname có lối đá tương đồng với Curaçao, đội bóng từng lên ngôi vô địch tại Cúp Nhà vua Thái Lan Kick Cup 2019. Suriname có dân số rơi vào khoảng 600.000 người. Đội tuyển này chưa từng lọt đến vòng chung kết World Cup hay Olympic. Thế nhưng ít ai biết được là trong thành phần đội tuyển Hà Lan hiện tại, 2 tiền vệ là Nigel De Jong và Jorginho, Wijnaldum cùng với thủ môn Michael Vorm chính là người Suriname. Ngoài ra thì bộ đôi huyền thoại người Hà Lan Tại Euro 1988, Ruud Gullit và Frank Rijkaard cũng đến từ quốc gia này. Các bạn thân mến, trong phần cuối của bản tin này, mời quý vị các bạn đến với những thông tin mới nhất về V-League 2022, cụ thể là trận đấu giữa đội chủ nhà Viettel gặp đội khách Sài Gòn FC. Như vậy là V-League mới đi đến vòng đấu thứ 3, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã cảm thấy thực sự khó khăn với mục tiêu là vô địch mùa giải năm nay. Trong trận đấu sớm vòng 3 V-League 2022, chủ nhà Viettel đã giành trọn vẹn 3 điểm trước Sài Gòn FC. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng hậu duệ thẻ công tại mùa bóng này. Hơn 60 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian khó khăn với Viettel. Đội khách Sài Gòn FC tổ chức phòng ngự là khá chặt chẽ bên phần sân nhà, chia cắt các tiền đạo ngoại của Viettel. Một số tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà hai đội tạo được đều không tận dụng thành công. Bước ngoặt đến phút 66 với pha phạm lỗi của Huỳnh Tấn Tài từ đường truyền của Giovane, Pedro Paulo băng xuống đối mặt với thủ môn Hoài Anh. Huỳnh Tấn Tài đã có động tác kéo người khá lộ liễu để cho Paulo ghi bàn. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty và rút thẻ đỏ cho Tấn Tài. Paulo sau đó không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và dứt điểm hiểm hóc đem về bàn mở tỷ số cho Viettel. Những phút tiếp theo, Sài Gòn FC buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Họ để lộ sơ hở bên phần sân nhà và đó là thời cơ để cho Giovane ghi tên mình lên bảng điện tử. Phút 89, chân sút người Brazil thoát xuống bên cánh trái và đánh bại thủ môn Hoài Anh. Sau hai nỗ lực dứt điểm liên tiếp, ấn định kết quả chiến thắng cho Viettel với tỷ số 2-0 ở trận đấu này. Mặc dù có thi đấu thiếu một trận nhưng Viettel tạm thời chễm chệ trên ngôi đầu V-League 2022 với thành tích là toàn thắng, ghi 4 bàn, chưa để đổ lưới bàn nào. Khởi đầu ấn tượng của đội bóng chủ sân hàng đẫy đã tạo sức ép lớn lên các đối thủ cạnh tranh, trong đó có chính câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai cho dù sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng nhưng cuối cùng vẫn chỉ duy trì được khoảng cách 3 điểm với Viettel. Mùa giải này, khi đội bóng phố núi còn đang khởi đầu chậm chạp với hai trận tịt ngòi thì Viettel đã nhanh chóng tăng tốc. Trước mắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là hai trận đấu vô cùng khó khăn, làm khách trước Suriname Nghệ An và tiếp đón chính Viettel trên sân nhà Pleiku. Nếu không sớm lấy lại phong độ, thầy trò huấn luyện viên Kia Đay Sắc sẽ bị đối thủ trực tiếp bỏ lại một khoảng cách rất xa trước khi V-League tạm nghỉ. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.